Alo các em. Hello. Hôm nay mình học buổi số 3 của cụm động từ phrasal verb nha. Để anh Sơn kêu lớp vô học. Hello Azu nè. Hello Mỹ Kim nè. Rồi, tháng sau khoảng nay là gần cuối tháng, nay là ngày 27 rồi đúng không mấy em? Thì khoảng 2 tuần sau nữa thôi mình có bài thi thử nha. Bài thi thử lần tiếp theo của Page Sima. Thì lần tiếp theo này mấy em muốn đề khó hay dễ? Lần thi thử tiếp theo này mấy em muốn đề khó hay đề dễ nè? Ừ. Chứ ngày hôm qua anh Sơn dạy ở trong khóa từ vựng của anh Sơn á, trong lớp từ vựng thì anh Sơn có hỏi mấy bạn trong lớp từ vựng là lần thi thử tháng tiếp theo này là lớp mình muốn đề khó hay đề dễ, thì mấy bạn đều bảo là muốn đề dễ cả, tại đề kỳ trước khó quá, bạn làm điểm thấp quá. Ừ. Em thích đề khó hay đề dễ, mấy em ngoài page thích khó hay dễ, anh Sơn chiều lòng lắm nha. Sơn rất là chiều lòng, rất là cưng mấy em luôn. Cưng như cưng trứng vậy. Rồi. Mấy em nhìn thấy ánh sáng rõ không? Nghe âm thanh Sơn rõ không? Có bị mờ gì không nha? Em muốn đọc hiểu chứng khoán à. Cái chứng khoán này thì nó phải học nhiều lắm mới kim anh ơi. Mình phải học về kinh tế vĩ mô nè, rồi mình phải học về tài chính doanh nghiệp nè, mình phải học về balance sheet, tiếng Anh tiếng Việt là gì ta? Balance sheet là bảng cân đối kế toán, tức là em phải đọc được cái bảng cân đối kế toán nè. Mà cái bảng cân đối kế toán này em sẽ lên, nếu em học kinh tế thì sau này em sẽ học ở trong cái môn là nhập môn kế toán á, môn kế toán nhập môn á ha. Thì nói chung là để mà gọi là đầu tư được chứng khoán, đầu cơ chứng khoán thì còn phải học những cái kiến thức cơ bản, học cái phân tích kỹ thuật nữa. Nói chung là tùy cái quan niệm, cái khẩu vị đầu tư của mình đó ha, cho nên nó nhiều lắm. Mà anh Sơn chưa giỏi em, khi nào anh Sơn giỏi anh Sơn dạy ha, nào anh Sơn giỏi anh Sơn mở lớp chứng khoán anh Sơn dạy. Hello Thục Vinh luôn. Rồi hôm nay mình đến bài buổi số 3 nha. Anh Sơn hỏi là em muốn đề thi thử tháng tiếp theo là dễ hay khó, không ai trả lời anh Sơn hết. Trời ơi. Rồi câu 1 em chọn Sơn câu gì? Câu 1 em chọn Sơn câu gì? Nè. Cái ông Bill này thì không có gì với tôi đúng không ạ? Có lẽ là ông không có cảm giác yêu đương gì với tôi cả. Ông không có cảm xúc gì với tôi cả, đúng không? Và tức là cái ông Bill này sao mấy bạn? Cái ông Bill này ổng không có thích tôi đúng không ạ? Kiểu không thích tôi các bạn, có từ là bring about. Bring something about thì có nghĩa là cause, gây ra. Chắc chắn không phải là gây ra rồi, con này bỏ đúng không ạ? Go beyond có nghĩa là exceed, vượt quá cái gì đó, exceed something, vượt quá cái gì đó. Cut off thì rất nhiều nghĩa nha mấy em. Cut off có nghĩa là cắt, cắt trong các cái lượng lượng cung cấp đúng không ạ? Hoặc là cut somebody off, tức là nó sẽ bảo từ là disinherit nhá. Disinherit có nghĩa là gọi là cắt đi cái sự thừa kế thừa hưởng của ai đó nhớ mẹ em. Cắt đi cái sự thừa kế thừa hưởng của ai đó nha. Nhớ cho free em nha, khó cho các bé khóc. Bữa trước khóc khó quá, các bé bị trầm cảm Nhung ơi. Nên Sơn cũng sợ sợ ra đề khó, mấy bạn bị sốc tinh thần lắm ha. Tại vì anh Sơn thấy năm nay mấy em học có vẻ là năm ngoái anh Sơn gặp nhiều bạn quá giỏi. Thật sự mấy em khóa năm ngoái của anh Sơn gặp toàn là những bạn rất là xuất sắc thôi. Cho nên là năm nay anh Sơn
dạy các em thì anh Sơn cảm giác là hình như là cái tinh thần học tập của các em không có gọi là nồng cháy như năm ngoái lắm, cho nên anh Sơn cảm thấy là nếu cho đề khó quá thì mấy em sẽ bị không làm được, không phải thách thức nữa mà là không làm được hả. Rồi có một bạn có từ ask somebody out, tức là mời ai đó đi chơi nhằm hẹn hò với mình ha, là câu B đúng, ask somebody out đúng không mày? Ông mà ổng không có mời tao đi chơi nè, có lẽ là ổng không có thích tao, hiểu chưa? Rồi câu số 2 chọn với bạn mới từ look up. Anh Sơn dạy rồi, look up có hai nghĩa, thứ nhất là tra cứu trong tra từ điển đúng không ạ? Nghĩa thứ hai chính là trở nên tốt hơn, be better ha? Trở nên tốt hơn một cái tình huống các bạn, nó diễn tả một cái tình huống hoặc là một cái doanh nghiệp của ai đó trở nên tốt hơn, ta đúng mình là câu đi look up nha. Nếu mày không biết cái từ đó nghĩa là gì là mẹ cha nó trong từ điển đi đúng không ạ? Vậy thôi. Rồi look over là gì nhỉ? Look over có nghĩa là examine something, kiểm tra cái gì đó. Examine something, kiểm tra đó. To see how good it is. Kiểm tra cái gì đó để xem coi là nó tốt như thế nào, nó xịn sò như thế nào. Năm nay xem live ít hơn năm ngoái, đúng rồi, năm ngoái đông mà rất là năng nổ. Nhưng mà tại vì bạn Nhung bảo là em tưởng cut somebody off là ngắt lời ai kiểu interrupt. Đúng rồi Nhung ơi, cut somebody off có hai nghĩa. Nghĩa mà anh Sơn đề cập là disinherit, có nghĩa là cắt đi cái quyền thừa kế của ai đó. Còn còn cái nghĩa của bạn Nhung nói á, chính là gọi là chen ngang, chắn ngang ai đó khi ai đó đang nói điện thoại mấy em. Đó ha. Có nhiều nghĩa lắm, cut off rất là nhiều nghĩa. Rồi câu này bạn chọn câu 3 là gì nhờ? Với bạn có từ take off nha. Take off là cất cánh thì sẽ thành công nhá. Cởi nè, cởi trong cởi quần áo, cất cánh trong máy bay, cất cánh và thành công hay là khởi sắc đó mấy em. Thành công hay là khởi sắc đó thì nó về cái sự nghiệp của ai đó, nó khởi sắc nhớ bạn. Về cái từ career nè, career là sự nghiệp, vậy là sự nghiệp của Jack bắt đầu khởi sắc. Vậy là khởi sắc là đi lên đó, mà dùng từ taking off nhé. Go on là tiếp tục, drop in on somebody là ghé thăm ai đó, và come on là nhanh lên nào, được không ạ? Rồi tính ra Nhung chăm học ghê mẹ. Chị Nhung năm ngoái học với anh Sơn khóa 2K3, tính ra là 2K3 thi đến nay là được 5 tháng rồi, gần 5 tháng rồi mà chị Nhung vẫn xem like của anh Sơn. Rồi câu số 4 em chọn con gì cho anh Sơn nè? Cái con chó đúng không? Chó con, puppies, cái con chó con đúng không ạ? Vậy là chúng tôi có giữ những con chó con một cách cẩn thận, sau đó bán chúng với một cái lợi nhuận rất là cao, a good profit, một cái lợi nhuận rất lớn đúng không ạ? Về nuôi dưỡng đúng không? Nuôi dưỡng, bring up mấy bạn, bring up, nuôi dưỡng nha. Chúng tôi nuôi con cái con chó con, sau đó bán nó với lấy cái giá rất là cao. Mình chọn là câu B, nuôi dưỡng nha. Came up thì quá dễ rồi, anh Sơn dạy rồi mà. Came up là happen. Câu C cũng vậy rồi đúng không ạ? Câu C là stop working suddenly, nói về máy móc các bạn, đột nhiên mà nó dừng hoạt động. Stop working suddenly. Đó. Và go through có là trải qua, trải qua cái chuyện gì đó rất là xấu đúng không ạ? Mình dùng là go through. Rồi, câu số 5 em chọn Sơn câu gì? Câu số 5 em chọn Sơn câu gì? Câu số 5. Nam anh thấy Nguyễn Hùng Dũng chọn câu đi nè, about đúng rồi các bạn. Ở đây á, bạn nào mà học á, thì sẽ biết là từ cause có nghĩa là gây ra, bằng với từ bring about là gây ra đúng không ạ? Bằng với từ bring on cũng là gây ra đúng không? Đó, bằng với từ resulting cũng là gây ra, bằng với từ lead to something là dẫn đến cái gì đó đúng không ạ? Bằng với từ give rise to something cũng là dẫn đến cái gì đó đúng không? Vậy bây giờ bạn đặt câu hỏi là tại sao mình chọn D mà mình không chọn B? À đúng em, mấy em tra để em biết từ bring on có nghĩa là gây ra bằng với từ cause. Nhưng mà bạn nhớ nè, cái từ bring about cũng là gây ra, và bring about với bring on nó khác nhau, cho nên Sơn mới dặn mấy em là học phrase verb, hay học cho Sơn theo ngữ cảnh, và hãy tra từ điển tiếng Anh
mình vẫn học nghĩ tiếng Việt, tức là mình vẫn dịch tiếng Việt để mình gọi là mình dễ nhớ hơn thôi. Nhưng mình nhớ thêm cái ngữ cảnh tiếng Anh nhớ bạn. Cái từ bring on này nè, người ta giải thích chính là make something develop. Make something develop. Mà cái something này nè, chính là một cái unpleasant. Unpleasant. Make something develop usually unpleasant. Tức là bring on mang nghĩa tiêu cực. Tiêu cực mấy em. Nhá. Còn bring about chính là make something happen. Make something happen. Làm cái gì đó xảy ra thôi, đúng không ạ? Nó là nghĩa trung tính, nó không có tiêu cực, nó cũng không có tích cực. Đúng không? Đó. Vậy là CEO nói rằng anh ấy rất quyết tâm khi anh ấy tạo ra những cái sự thay đổi này, đúng không? Anh ấy đem lại những cái sự thay đổi, anh ấy ghi ra những sự thay đổi này. Đó mà đảm bảo rằng cái công ty này thì nó sẽ phát triển ok trong tương lai. Chọn và chọn là câu. Câu D. Bring up mà nuôi dưỡng ha. Rồi. Câu 6 chọn gì? Câu 6 em chọn gì mấy em? Câu 6 nè, là Peter là một cái người đàn ông rất là tham vọng mấy đứa. Cái người mà sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được cái anh ấy muốn, vì kiếp vóc và từ bỏ thôi mấy bạn. Câu này đơn giản thôi. Đúng không? Rồi, turn down là từ chối ha. Take back là mình trả lại, return lại, put on nhiều nghĩa nha. Put on mặt nè, put on là bôi kem chống nắng nè, đúng không? Bôi chát mỹ phẩm nè. Put on là trình diễn nè, put on là chơi nhạc, chơi video nè. Đó, có rất là nhiều nghĩa các bạn. Rồi. Anh Sơn thấy bạn Quang Đại comment là bring something about là đem lại. Ừ thì đem lại em, dịch tiếng Việt đem lại em. Nhưng mà dịch tiếng Anh là make something happen. Em không tin thì em tra Oxford. Mấy nay anh Sơn bị đàm em. Em không tin thì em tra Oxford đi là nó ra ha. Rồi câu 7. Mấy nay anh bị đàm mấy đứa. Câu 7 là nhìn kìa. Tốt, nhìn thôi là look at something. Nhìn vào cái đó kìa. Look at something. Câu mà dễ quá. 7C. Rồi câu 8 mấy bạn. Câu 8 nha. Câu 8 mà có từ là pass somebody over. Pass somebody over có nghĩa là mình ignore, mình phớt lờ ai đó. Đặc biệt là khi đó muốn thăng chức á bạn. Thăng chức á là mình phớt lờ đi. Vì họ ắt hẳn nè, sẽ lờ đi bạn. Tức là họ sẽ bỏ qua bạn cho cái việc thăng chức này. Nếu như mà mày luôn làm cho mình khác biệt so với những người khác. Với bạn chọn câu C. Câu này hình như vậy rồi, set yourself apart, làm cho bản thân mình trở nên khác biệt so với những người khác ha. Câu số 9 em chọn Sơn câu gì? Hôm nay mấy em rất là giỏi nha. Thấy comment đáp án rất là nhiều. Câu 9 nè, nó mất của cô ấy gần 4 tháng đúng không ạ? Để cái gì? Bị hồi phục bệnh. Vậy cho mình hồi phục đó bạn ơi. Hồi phục bạn dùng từ gì nè? Hồi phục bệnh. Hồi phục cái bệnh viêm phổi các bạn, vượt qua cái bệnh viêm phổi nha. Get over bằng overcome có nghĩa là vượt qua đúng không ạ? Thì nó cũng dùng trong căn bệnh đó bạn, vượt qua cái bệnh viêm phổi nha. Ở đây Sơn muốn mở rộng một xíu nữa bạn, mở rộng một xíu với những cái từ như là bình phục. Ví dụ là sau cái ca phẫu thuật thì cô ta bình phục trở lại đúng không ạ? Vậy bạn dùng cho Sơn từ gì? Mới hay dùng từ recover. Từ này quá dễ Sơn viết đầu tiên ha, từ recover. Đó. Rồi, mình còn từ nào khác không bạn? Mình còn từ nào khác ngay là bình phục không? Bình phục bệnh đó mấy đứa. Bình phục bệnh đó ha. Cô ta bình phục trở lại. Đâu thử comment trên sơ những cái từ mấy em biết đi nè. Từ nào khác có nghĩa là bình phục mấy đứa. Ví dụ là sau một cái ca phẫu thuật rất là nặng thì cô ta bình phục rất là nhanh đúng không ạ? Hồi phục rất là nhanh. Đó. Bạn nào biết không? Pull through nữa, Quang Đại hả? Không, không có đồng nghĩa. Nó không có bằng. Ừ thì nó cũng có một nét nghĩa là đúng á, là sống sót, là trải qua một ca phẫu thuật. Nhưng mà anh Sơn không có ý cái từ đó bạn. Anh Sơn muốn từ khác mới đúng. Không phải. Một từ mà nó gọi là nó bằng hoàn toàn luôn, chứ nó phải dùng, nó không bằng ngữ cảnh nữa. Một từ nó khác ha. Nó bằng hoàn toàn luôn. Idem đi, gợi ý, idem. Idem những cái là bình phục nè. To be gì?
Còn nếu phrasal verb nha, thì mình có phrasal verb là các bạn bounce back, bình phục ha. Hoặc là mình nói về một cái gọi là một cái gọi là nền kinh tế nó khôi phục lại, mình có dùng từ bounce back này được không? Đó. Rồi từ be gì các bạn? Be gì cũng có là bình phục. Be up and about, khỏe lại các bạn, khỏe lại nha, khỏe bệnh đó, khỏi bệnh đó. Đó. Rồi bản gì nữa các bạn? Idiom á. Đâu? Comment giúp anh Sơn coi. Bạn nào biết không? Này không biết hả? Này dễ mà. U là trời, không biết luôn. Gợi ý nha, có từ get. Có từ get. Get cái gì đó. Idiom. Get cái gì đó mà có nghĩa là bình phục. Đâu mấy em biết không? Get gì? Get back on one's feet. Hả? Bình phục. Thì mình cũng có dùng cho cái việc là mình bình phục lại các bạn, khỏe lại sau một cái căn bệnh nào đó. Hả? Thì là những cái idiom mà mấy em học giúp anh Sơn. Bạn Nhung bảo là u là trời, quên hết rồi. Đúng rồi, anh Sơn dạy hết rồi, anh Sơn mở rộng hết rồi. Còn nữa không? Còn nữa nha. Còn nữa nhưng mà anh Sơn giếm lại, mỗi anh Sơn lại chỉ tiếp đúng không? Cứ mỗi bữa live mình chỉ ít như vậy á, thì em sẽ dễ nhớ hơn cái việc là mình mở rộng quá là nhiều nha các bạn. Rồi. Ghi chú nha, toàn từ hay không thôi. Rồi. Câu số 10 các bạn chọn có gì nhờ? Câu số 10 bạn chọn có gì nhờ? My daughter has cái gì đó, đúng không ạ? All of sudden. Rồi, pass down là truyền lại các bạn, truyền lại cho thế hệ sau, con này không đúng nè, đúng không ạ? Hand something out to somebody là distribute, phân phát. Distribute, phân phát, đúng không ạ? Bring out thì nãy mới nói xong. Rồi. Vậy là mình chọn câu nào các bạn? Get into nhớ bạn. Get into nó nghĩa là become, involve, in something, đúng không ạ? Vậy là daughter của tôi nó bắt đầu nó tham gia những môn thể thao vậy thôi. Câu 11. 11 nè, mẹ của tôi thì đang sử dụng điện thoại trong văn phòng. Mẹ của tôi thì luôn luôn sử dụng điện thoại trong văn phòng của cô ấy để cái gì đó, my conversation, tức là để gọi là interrupt các bạn, để interrupt nhớ bạn, mình cần cái từ là interrupt hả? Để chen ngang, để xen ngang vào trong cái cuộc giao tiếp của tôi, cái cuộc trò chuyện của tôi. Interrupt các bạn, interrupt là mình xen ngang, mình chen ngang vào cái cuộc giao tiếp trò chuyện của ai đó ha. Vậy mình dùng cái từ gì? Cutting, cutting on somebody something, có nghĩa là chen ngang, chắn ngang vào khi ai đó đang nói chuyện với bạn. Khi ai đó đang nói chuyện, mình cutting on somebody, tức là mình đang chen ngang, chắn ngang vào ai đó. Nó sẽ bằng cái từ butt in on somebody và bằng cái từ interrupt, được không ạ? Mình chọn là câu B. Dễ không mấy đứa? Dễ đúng không? Get in thì nó giống là get into các bạn. Get in giống get into, bữa dạy get into rồi ha. Có ba nghĩa đúng không? Đó. Turn in. Turn in thì bữa cũng dạy rồi. Passing cũng rồi. Đó. Mấy câu bạn sẽ dạy hết rồi nhờ. Bữa 1, bữa 2 mình học hết rồi. Câu số 2, 12 bạn chọn câu gì? Tôi không biết chuyện gì xảy ra một phút tiếp theo. Cô ấy đang nói chuyện với tôi. Và giây tiếp theo thì cô ấy thế nào đó? Đúng không ạ? Giây tiếp theo cô ấy thế nào mấy đứa? Câu mà chọn câu gì nhờ? Để Sơn xem comment của mấy em nha. Anh Sơn thấy bạn Quế Nguyễn bảo là đi tạo nghiệp chứ đâu có ăn ở xấu xa gì đâu nè. Quế Nguyễn cũng là bạn năm ngoái học anh Sơn luôn. Tại học trò cũ thôi. Rồi anh Sơn thấy bạn Quang Đại bảo là bị ngất á. Anh Sơn thấy bạn Thanh Trang bảo là Quang Đại chọn 12B hả em? Quang Đại chọn 12B hả? Ủa Mỹ Trà có 12B hả?
Ồ, mấy em 12B nhiều vợ. Rồi, mấy bạn khác đi. Có bạn nào khác 12B không? Bạn nào khác 12B không? Đâu, Nhung chọn gì Nhung? Để mấy em chọn 12B không mà Nhung. Thanh Trang cũng B luôn á anh. Trời B quá trời B luôn. Nè, cái này Sơn dạy rồi. Fall out with somebody là gì? Cãi lộn. Cãi lộn nha. Cãi nhau với ai đó. Hả? Nè, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy đang nói chuyện với tôi. Rồi 1 phút tiếp theo thì sao? Cô ấy ngã. Các bạn ngã sờ mờ lờ, ngã sấp mặt đó các bạn. Thì bạn dùng câu C với từ là fall over. Ngã sấp mặt. Bị ngã nhớ các bạn. Vậy thôi. Rồi. Câu 13 chọn gì? Sao hết luôn. Buồn luôn. 13 em chọn gì mấy đứa? Quang Đại chọn câu D hả? Go by hả? Trôi qua đúng rồi ha. Go by các bạn có từ past. Past trôi qua nó về thời gian các bạn. Vậy thì mày không nên để cơ hội này nó bị trôi qua đâu. Đó. Vậy là mình chọn là câu D đúng không? Look up to là respect. Respect là tôn trọng ai đó. Account for có hai nghĩa nè. Nghĩa thứ nhất là explain. Explain for, giải thích cho cái điều gì đó. Nghĩa thứ hai là nó chiếm các bạn. Chiếm bao nhiêu đó phần trăm. Được không ạ? Breakdown là hỏng hóc. Dễ không? Rồi. Tiếp nè. Câu 14. Hôm nay sẽ không bị mờ. 14 sẽ dạy rồi nè. Mình có cụm từ là hand. Something in to somebody. Có nghĩa là nộp. Nộp cái gì cho ai đó bạn. Nộp cái gì cho ai đó. Nhá. Vậy là committee. Tức là hội đồng này thì cuối cùng phải nộp cái đề xuất này cho ông thị trưởng. Về hand in to. Mình chọn là câu D. Đó. Được không? Rồi. Dễ đúng không? Đó. Nó bảo từ submit đó các bạn. Submit. Đó. Submit. Rồi. 15. 15 là cái gì nhờ? Mày đang tìm kiếm ông Mike à? Anh ấy cái gì đó? Chỗ mày chọn cái gì mấy đứa? Anh ấy cái gì đó chọn cái gì nè? Take off nãy mới nói xong. Cởi, cất cánh, khởi sắc. Không đúng. Put on cũng vậy rồi. Rất nhiều nghĩa bạn. Put on là từ phrasal verb đa nghĩa. Cực kỳ nhiều nghĩa luôn. Mặc trong mặc quần áo nè. Bôi trong bôi mỹ phẩm. Bôi kem trong nắng nè. Chơi nhạc đúng không? Bật nhạc, bật video nè. Hoặc là tăng cân, put on là tăng cân các bạn, put on weight. Put on weight là tăng cân nha mấy đứa, put on weight tăng cân. Tập put on rất là nhiều nghĩa đúng không ạ? Carry on thì cũng vậy rồi, nhưng mà carry on with something, tiếp tục làm cái gì đó. Vậy coi mình chọn là run off. Run off. Run off tức là leave somewhere, rời một cái nơi nào đó, đơn giản vậy thôi. Leave somewhere. Được không ạ? Put on an act, giả vờ đúng rồi là Phan Như Tường Vân. Đấy, câu C ha. Đúng không? Rồi. Câu 16. Nè. Tăng giá đúng không? Nhớ từ tăng giá là gì? Put up. Put up cũng nhiều nghĩa đó bạn. Put somebody up là cho ai đó tá túc, cho ai đó ở nhờ qua đêm, đúng không ạ? Put up có nghĩa là đề xuất ra một cái proposal, đề xuất ra một cái suggestion, đề xuất ra một cái ý tưởng idea, đúng không ạ? Put up có nghĩa là tăng trong tăng giá, đúng không? Đó, put up có nghĩa là dựng lên, dựng trong dựng lều trại, build something, xây lên cái gì đó. Vậy là put up cũng là một từ rất là nhiều nghĩa ha. Vậy câu này tăng các bạn, tăng cái giá thuê căn hộ thì mình chọn là put up, đúng không ạ? Go through anh Sơn dạy rồi, trôi qua, trải qua. Đúng không? Đó. Bring back là gợi lại đúng không? Những từ nào bằng từ bring back anh Sơn cũng mở rộng rồi, đúng không ạ? Còn thằng này chính là stop working suddenly, nói về máy móc nãy mới nói xong. Stop working suddenly. Máy móc đột nhiên dừng hoạt động. Đó. Em bị put on way nè.
em đừng có ăn tối, em nhịn ăn gián đoạn đi em ơi, nhịn ăn gián đoạn là ở đây anh Sơn chia sẻ bạn một cái phương pháp mà giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh nha. Là mấy bạn biết đó là những cái gọi là bệnh nhân ung thư á, thì anh Sơn biết là này, anh Sơn đọc báo nước ngoài thôi bạn ơi, chứ anh Sơn cũng không có biết nha. Anh Sơn đọc báo nước ngoài thì những cái bệnh nhân ung thư á, thì người ta có một cái điều cách cách điều trị là 1 năm sẽ có 2 kỳ. Ở 2 kỳ đó là người ta không ăn trong vòng một cái giai đoạn, tức là bạn không ăn luôn nha, chỉ uống nước thôi, không ăn bất cứ một cái gì luôn, cả ngày luôn như vậy. Và trong vòng hình như là 1 tháng 2 tháng gì đó, thì 1 năm có 2 cái kỳ là nhịn ăn. Thì khi nhịn ăn như vậy á, thì cơ thể mình sẽ bắt đầu sao, bắt đầu cần năng lượng. Và khi cơ thể cần năng lượng thì cơ thể bắt đầu sẽ đốt mỡ thừa đúng không ạ, và đốt các cái tế bào để tạo năng lượng duy trì sự sống. Vậy thì cơ thể sẽ ưu tiên lựa chọn các cái tế bào xấu để tiêu diệt làm năng lượng duy trì sự sống, thì lúc này cơ thể nó sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư đầu tiên. Và đây là một cái nghiên cứu đã có khoa học rồi em, đã có khoa học rồi. Và người ta nghiên cứu đã thấy là những cái bệnh nhân á, mà có thể nhịn ăn 2 kỳ trong 1 năm như vậy thì cái tế bào ung thư người ta không phát triển nữa em, không phát triển nữa đó. Thì bên cạnh cái việc mà những bệnh nhân ung thư họ nhịn ăn trong một cái giai đoạn, thì những cái người giảm cân như như là anh và các em, mà nếu mà mình muốn giảm cân và mình muốn gọi là tăng trưởng cái hóc môn sinh trưởng á, thì mình sẽ nhịn ăn theo cái gọi là nhịn ăn gián đoạn các bạn, IF, nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn tức là gì? Tức là các bạn sẽ ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn trong vòng 16 tiếng. Ví dụ các bạn bắt đầu ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng, thì 7 giờ sáng thì khoảng đến đến 5 giờ chiều các bạn là mình không ăn nữa. Tức là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều các bạn ăn cái gì cũng được, uống trà sữa cũng được. Đó, ăn chất béo nhiều cũng được. Nhưng mà từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng ngày hôm sau là các bạn nhịn, không ăn gì cả, chỉ uống nước thôi các bạn. Không ăn bất cứ một cái đồ ngọt nào luôn nha, chỉ uống nước thôi. Và trong 1 tuần đầu tiên thì sẽ cảm thấy hơi khó khăn, nhưng mà nếu bạn duy trì được khoảng 1 tháng thì bạn sẽ cảm thấy là buổi tối không còn bị đói nữa bạn, và từ từ mình thấy là cơ thể mình vẫn rất khỏe mạnh nè, và cơ thể mình sẽ không có bị dư cái lượng mỡ thừa. Và một cái đặc biệt nữa bạn biết không, là khi mà mình còn nhỏ đó, khi những đứa bé mới sinh ra đó, thì chúng có một cái hóc môn tăng trưởng, và cái hóc môn tăng trưởng là giúp da dẻ đẹp nè, hồng hào nè, tăng cường tuổi thọ bạn, tăng cường tuổi thọ, longevity, sự trường thọ, longevity, sự trường thọ, tăng cường tuổi thọ của tụi mình lên nữa. Vậy thì khi mà mình nhịn ăn gián đoạn như vậy thì cơ thể bắt đầu nó sẽ thiếu năng lượng đúng không, trong vòng 16 tiếng thiếu năng lượng nó sẽ đốt các cái lượng mỡ thừa, bắt đầu nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn đó là tiết ra nhiều cái hóc môn tăng trưởng, mà cái hóc môn này khi mình càng lớn, mình càng già đi thì nó sẽ càng ít lại. Đó chính là cái nguyên nhân khi mình càng lớn thì mình càng bị già hóa lắm em. Hả? Thì đây là cái nhịn ăn gián đoạn và anh Sơn áp dụng được khoảng 3-4 tháng nay rồi, và anh không bị tăng ký các bạn, và anh giảm ký ha. Đã bụng anh Sơn bây giờ anh Sơn mặc áo cũng rất là tự tin nhớ bạn, không có bị dư mỡ nữa. Nói chung là cũng còn một xí nhưng mà nó không có nhiều mấy em. Hả? Thì đây là nhịn ăn gián đoạn. Thế bạn có thể lên YouTube nè và đọc thêm các nguồn báo để mình có thêm kiến thức nha. Tức là khi mình làm bất cứ một cái điều gì thì mình cũng cần phải có kiến thức, trang bị đầy đủ kiến thức thì mình mới mang lại cái giá trị tốt nhất cho bản thân mình ha. Rồi cái câu số 17 bạn nhìn trên sân nè. Mày có thể tin rằng là anh ta đã thành lập lên những cái gọi là cơ sở từ thiện khi anh ấy chỉ 15 tuổi không? Bây giờ mình có từ set up là thành lập bằng với từ establish. Establish ha, thành lập đúng không ạ? Đó, vậy thôi, set off là khởi hành. Rất đơn giản ha. Rồi, set on là gì các bạn? Set on hoặc set upon somebody có nghĩa là tấn công ai đó. Attack somebody. Đó, câu mà dễ đúng không? Rồi, câu 28 bạn chọn gì nè? 18 bạn nhìn nè, 18 các bạn rất dễ chọn câu D nha, bởi vì mình có từ là stand up for somebody something. Stand up for somebody something có nghĩa là support or defend somebody something, ủng hộ ai đó đúng không ạ? Vậy bạn có thể dịch là cái gì? Là cái ở committee này ủng hộ những cái nhà khoa học và những cái chính trị gia ha, politician, chính trị gia. Nhưng mà nếu chọn câu D là không hợp lý bạn, bởi vì chỗ này là động từ to be. Vì nếu chỗ này động từ to be mà chỗ này là phân từ hai trở thành bị động. Vậy bị động á bạn là không phải là bị ủng hộ được, đúng không ạ? Câu D nó chỉ đúng khi nằm ở chủ động thôi nhé. Câu này không chọn câu D á bạn, có thể phải chọn là câu
À, bởi vì bạn có cái dạng thức bị động là to be made up of, tức là được cấu tạo, được cấu thành bởi cái gì? Về cái hội đồng, cái ủy ban này nè, nó được cấu tạo bởi những nhà khoa học, tức là nó được thành lập lên bởi nhà khoa học và những cái politician, chính trị gia. Bây giờ chọn là câu A hợp lý nhất. Put up with của mình là chịu đựng, tolerate, tolerate, chịu đựng. Và run out of có nghĩa là cạn kiệt, cạn kiệt ha. Ngoài ra bạn mình có từ run out, run out ngoài nghĩa là cạn kiệt thì run out có nghĩa là hết hạn, nói về một cái bản hợp đồng nha bạn. Cái ngữ cảnh này cực kỳ dễ nè, mình thấy một cái bản hợp đồng, một cái thỏa thuận hoặc một cái hiệp ước mà nó run out tức là nó sẽ hết hạn nhé. Nói lại nè, bản hợp đồng, một cái bản ký kết, một cái bản hiệp ước mà nó run out tức là nó hết hạn. Từ này có hai nghĩa nhớ bạn. Rồi câu 19 chọn cái gì? The party must, cái gì đó, whether we have caterer or not. Must cái gì ta? Rồi, 19 chẳng gì. Vậy là cái bữa tiệc này nó vẫn tiếp diễn đúng không bạn? Vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp tục dù cho là có cái quản lý ở khách sạn hay không. Vậy mở từ go on là tiếp tục, câu này là A luôn ha. Breakout là bùng nổ. Bùng nổ nó về chiến tranh bùng nổ nè, dịch bệnh bùng nổ nè. Hold back là làm trì trệ, làm đình trệ hả, và keep off có nghĩa là tỏa ra, ví dụ là tỏa ra những cái mùi hương, tỏa ra những cái hương thơm. Rồi mình dùng cái cụm động từ là keep off. Mấy em nhớ bài chưa? Rồi câu số 20 bạn chọn sân câu gì nè? Đây, tôi phải đọc hết, tôi phải đọc cái lá thư này hai lần trước khi tôi có thể hiểu nó được, đúng không ạ? Với bạn có từ taking, take in có nghĩa là bằng với từ absorb, hấp thụ, hấp thụ. Hoặc có nghĩa là hiểu bạn. Khi mình hấp thụ một cái thông tin nào đó, tức là mình đang tiếp thu và mình hiểu cái thông tin đó ha. Vậy giờ có hai nghĩa, nghĩa nhất là hấp thụ, nghĩa thứ hai là hiểu. Vậy giờ có thể hiểu được nó, mình chọn là câu D, taking. Take out là vứt bỏ đúng không? Vứt trong vứt rác ha. Đó, take on là thuê mướn, take off là cất cánh đúng không? Cởi, đó, khởi, khởi sắc. Nhiều nghĩa mà đúng không? Rồi, 21 em chọn sơn câu gì nè? Hãy mang những cái ghế này đi, chúng ta không cần nó, phải mang đi thôi. Mà dùng cụm từ là take something away. Take away là mang đi nhớ bạn, mình chọn là câu C. Đúng không nhờ? Rồi, dễ không em? Rất dễ. Tiếp tục cho sơn câu số 22 nha mấy bạn. Rồi 22 em chọn sơn câu gì? 22 em chọn Sơn câu gì nhờ? Anh Sơn thấy là mấy anh chị 2K3 của anh Sơn nay sao mà sôi nổi thế không biết. Thấy comment liên tục luôn. Có Quế, có Trọng, có Nhung, có Trần Mai. Rồi 22 bạn chọn câu gì? Peter will cái gì đó. The management of the finance department. À, quản lý cái gọi là cái cơ quan, gọi là cái phòng ban các bạn, cái phòng ban về tài chính. Các bạn chọn câu gì nhỉ? Câu này là một câu từ cụm động từ đa nghĩa nhé các bạn. Câu này cụm động từ đa nghĩa nha. Câu này bạn nào phải học nhiều nghĩa của cụm động từ mới biết được nha. Mình có từ take up hôm bữa Sơn dạy rồi. Take up là bắt đầu làm cái giống như một sở thích mới, dù là take up good habits, bắt đầu những cái thói quen tốt, habits, đúng không ạ? Hôm bữa mình làm cái câu đó nhớ không ạ? Ngoài ra từ take up nó có nghĩa là mình start, take up nó nghĩa là mình start something such as a job, bắt đầu làm một cái công việc gì đó bạn ha. Take up, start something, start, start or begin nhé bạn, or begin something such as a job. Đó, vậy là Peter sẽ bắt đầu làm cái công việc là quản lý cái phòng ban tài chính này, mình chọn là câu B, take up nhé, start, được không ạ? Start. Stand up for mới nói xong, tức là mình support or mình defend somebody. Make up thì phải dùng là to be made up of mới đúng nha, con này không đúng rồi. Và take out là vứt trong vứt rác đúng không ạ? Rút, take out là rút đó bạn, rút tiền đó mấy đứa, take out là rút tiền nó cơ ha, bằng với từ withdraw, rút tiền. Đó, nói chung là nhiều nghĩa đúng không? Cụm động từ thì mình mới học thì mình cảm thấy khá là hơi khó một xí, bởi vì cụm động từ có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà mình làm nhiều bài tập nè và mình học cái tài liệu 100 trang trong khóa của anh Sơn thì chắc chắn là mấy em sẽ làm được những câu cụm động từ cơ bản như vậy thôi ha. Cụm động từ là phần khó mà.
mình cũng cần cố gắng. Rồi, câu 23 bạn chọn sân câu gì nè? Câu 23, câu 23 bạn chọn câu C, bạn có cụm từ look over có là examine somebody something quickly. Examine somebody or something quickly. Đó, vậy là sau đó anh ấy nhìn lướt qua tôi đúng không ạ? À? Trước khi anh ấy quay nhìn vào cái cabin này và chọn con câu C bạn take over. Hả? Rồi 24 nè. Ban đầu tôi rất là nghi ngại, rất là nghi ngờ. Nhưng mà hóa ra thì đó là một cái ý tưởng rất là tốt. Mình có từ turn out là hóa ra các bạn. À, ví dụ mình nói là hóa ra là anh ấy à, hóa ra là bạn trai à, cái này hay đó các bạn. À, đi chơi ha, đi ăn ốc với bạn bè, nhìn xa xa thấy có thằng nó mặc áo đen, thấy nó quen quen, chạy lại xem có thằng này là ai. Cái mình sẽ nói là gì? It turns out to be my boyfriend. Hóa ra là bạn bồ của tao à, hóa ra là bồ của tao đi 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 với nhỏ khác à, hiểu không? Vậy là it turns out mới là hóa ra. Hóa ra là ai đó, it turns out to be somebody. Được không? Rồi, go away vậy rồi, pass down vậy rồi, không nói nữa ha. Rồi, hãy đặt những cái túi này xuống một phút đi, đặt xuống, put down, không mà dễ quá. Rồi, put over vậy rồi nha, put up vậy rồi, put on vậy rồi nha, không nhắc lại nha. Mấy bạn xem buổi 1, buổi 2 nha mấy đứa. Trên page có nha. Rồi, có 26 chọn gì? À, nhập ngũ. Bị gọi nhập ngũ dùng từ call up. Call up có nghĩa là recall hả bạn, là nhớ lại, hoặc là call up là bị gọi, bị triệu tập nhập ngũ hả bạn. Thì câu này nè, tôi bị triệu tập nhập ngũ 3 tháng sau khi cái gọi là cái chiến tranh nó bùng nổ ra hả. Turn on là bật, filling là điền vào một cái tờ form nào đó, điền vào một cái form nào đó hả. Còn look after là chăm sóc. Rồi, có 27 em chọn sân câu gì? À, 27 cũng dễ đó bạn. 27 sẽ nói nhiều là mình có cụm từ là turn somebody into something, biến ai thành cái gì đúng không ạ? Vậy thì Hollywood đã phát hiện ra cô ta và biến cô ta thành một siêu sao. Và mình chọn là câu C, turn her into a star. Không ạ. Rồi, 28. It's hard to sao without a car hả? Có thể chọn gì? Có thể em chọn cái gì nhỉ? Be go beyond nãy mới học xong mới nói bạn từ exceed something đúng không ạ? Đó, pass somebody over nãy mới học xong có nghĩa là ignore đúng không ạ? Phớt lờ, turn on là bật. Vậy bạn dùng một câu nào các bạn? Câu này chọn câu gì? Bà mở nhỏ hả bà? Con gì mấy đứa? Sao im re rồi? Không biết chọn à? Chọn câu gì? Đó, anh Sơn nói nghĩ hết rồi, chọn thôi. Rồi, tim không thấy chọn các bạn. Thử lụi coi đúng không? Ví dụ mình đi thi mình gặp một câu mà mình không có biết như vậy là mình thử lụi coi đúng không? Không biết luôn. Rồi không biết anh Sơn chọn ha. Get around là đi đến một cái nơi nào đó thôi các bạn. Vậy thôi nha, đi đến thị trấn này không có xe hơi thôi. Đơn giản. 29. Nè, will cái đó my uncle the bus đúng không ạ? Anh ấy không có chắc chắn là anh ấy không có biết chắc về cái gọi là cái stop, tức là cái trạm dừng chân nó nằm ở đâu. Mình chọn câu gì? Này chọn gì? Get gì? Get on lên xe đúng không? Vậy thôi, get on the bus, lên xe bus. 30 là letter and read.
Rồi, con này cũng dễ luôn. He picked up the ladder and read it. Đây đúng ha. Look up to là respect. Call out cũng nói rồi. Call out là à mày nói một cụm này khác các bạn. Cái này chưa nói là come call somebody out for something. Có nghĩa là criticize. Criticize somebody. Chỉ trích ai đó. Hả? Giving là nhượng bộ. 31. Thử à, tôi đã thử 6 cái đôi giày trước khi tôi tìm ra được một cái mà nó hợp với tôi. Về thử, try on là thử nha các bạn. C đúng ha. Got by vậy rồi nè. Get by, get by là xây sở đúng không? Pass away là qua đời. Run off nha. Run off lại mới dạy xong. 32 hả? À 32 câu mà từ vựng thôi bạn. Bạn nhìn nè. Là một cái ghi nhận á, thì nó đã chỉ ra rằng là tại thời điểm đó thì những cái contest, tức là những cái gọi là trận đấu này nè, thì nó được tổ chức ở trong vòng 4 ngày. Thì bạn có từ là hold. Hold là tổ chức nha. Còn over là giới từ thôi các bạn. Câu chặt câu C sơ. Câu này không phải là phrasal verb nha. Câu này không phải là phrasal verb. Câu này là một nghĩa của từ thôi các bạn. 33 sơ cũng vậy rồi nè. Hold on có nghĩa là wait. Chờ. Wait. Chờ. Hold on a minute. Chờ một phút đi. Đúng không ạ? Chọn sơ là câu D. Đúng không? Rồi. 34. Nè. Cái sự cứng đầu của cô ta về cái vấn đề này đã holding the whole deal up, đúng không ạ? Hold up có nghĩa là mình làm delay, delay lại cái sự phát triển của nó, đúng không ạ? Tức là đã delay lại cái deal này, mình chọn là câu D nha bạn. Hold up có nghĩa là mình delay hoặc là mình block hoặc là block the movement or progress of something. Đó, nghĩa là như vậy nha các bạn. Hả? Rồi. Câu 35. Sắp hết bài của mình rồi, hôm nay bài mình rất là ngắn ha. Bài mình hôm nay dễ sao các bạn? Tại vì buổi 1, buổi 2 là Sơn dạy gần như hết các cụm rồi đúng không? Sang buổi 3 của mình là gần như là những cụm này cứ lặp đi lặp lại và gần như mấy em cũng đã nhớ hết rồi. Cho nên là học nhanh nhờ, mới 35 câu rồi. Có nửa tiếng đồng hồ. Ba em chọn câu D. Rồi, D đúng không ta? Ba ba D đúng rồi em ơi. Ba năm chọn gì? Ba năm diary, nhật ký à. Chắc chắn là trao tặng hả bạn. Come on là nhanh lên nào. Go by, trôi qua, trải qua. Câu D có nghĩa là stop working. Stop working suddenly. Hoặc là bị té sấp mặt luôn nha bạn. Hai nghĩa thôi. Vậy câu này là chọn sơ lần giveaway. Giveaway là cho. Tôi thử một cái máy tính mới bạn. Các bạn có từ try on. Try on là thử trong thử quần áo. Còn try out là thử trong thử máy móc. Mình chọn là câu B. Try out là test. Test thử máy móc nhé các bạn. Rồi. Cut off là cắt trong cắt nguồn cung điện nước đúng không ạ? Going for là tham gia. Và cái này mới nói xong. 37. Anh ta bật cái máy tính và kiểm tra mail của mình. Turn on là bật. Turn off là tắt nhé bạn. Turn off là tắt. Turn on là bật. Câu này đúng nè. Go off là nổ nè. Ôi thiêu nè. Là reo nè. Came up là happen xảy ra. Và cut down là chặt. Chặt trong chặt cây nha. Bây giờ mình chọn câu C. Dễ đúng không? Rồi. 38 em chọn sơn câu gì? 38 chọn sơn câu gì mấy baby? Lêu lêu chị Quế. Mấy đứa này. Tập trung học chứ Nhung. Không tập trung học gì cả. Giỡn nhau không hà. Nói chuyện riêng không hà. Rồi câu 38 chọn gì mấy đứa? Hư quá. Đúng rồi. Đức Trọng bảo đúng. Hư quá luôn. Nói chuyện riêng không mà giỡn nhau không mà. 38 bạn nhìn trên sơn nha. Sam thì cố gắng gọi cho gọi điện thoại. Nhưng mà cô ấy không thể với bạn thì chắc chắn là đang cố gắng gọi gọi cho cái di động của anh ta nhưng mà cô ta không có kết nối được các bạn. Kết nối mà dùng từ gì? Get through. Get through ha. Get through có nghĩa là kết nối hoặc là mình liên lạc được. Get through nhiều nghĩa lắm nè, có nghĩa kết nối hoặc là liên lạc. Rồi, get around.
Get round cũng nhiều nghĩa nữa bạn. Get round somebody, thuyết phục ai đó. Get round something là giải quyết cái gì đó nè. Đó. Nhiều nghĩa ha. Get over, vượt qua. Và get back là nói lại, làm lại. Rồi. 39. 39 chọn gì? 39 đó là tao không có gì đó, đúng không? Vì tao không có tiết lộ bạn. Tao không có tiết lộ cái cốt truyện mà gây ngạc nhiên đâu. Hãy đọc cái review trên cái bài báo này nếu như mày muốn biết chúng về tiết lộ nhé bạn. Mình chọn câu D, give away. Give away nó bằng từ donate là cho tặng các bạn, đúng không ạ? Cho tặng. Ngoài nghĩa cho tặng thì nó có nghĩa là vô tình tiết lộ một cái bí mật các bạn, vô ý tiết lộ một cái bí mật. Cho nên mình chọn là câu D, give away. Give up là từ bỏ, give out có nghĩa là phân phát, đúng không ạ? Đó, và give off có nghĩa là tỏa ra một cái hương thơm nào đó. Rồi 40. 40 nè. Cô ta, cái công việc của cô ta như là một cái gọi là quản lý sự kiện. Đó. Và cô ta từ bỏ rồi, đúng không ạ? Cô ta từ bỏ cái công việc làm quản lý sự kiện để trở thành một cái baker, tức là một cái người làm bánh đó mấy em, một cái thợ làm bánh đó. Vậy chỗ này là từ bỏ, từ give up là từ bỏ, đúng không ạ? Give away là cho tặng. Give câu C là give over là ngừng làm phiền, và give off nghĩa là tỏa ra cái hương thơm nào đó, hiểu chưa? Rồi câu 41 chọn câu gì? Ở cuối cái trận đua, đúng không ạ? Ở cuối cái cuộc đua, đôi chân của anh ta như thế nào đó, bạn có từ give out nè. Cái này rất là hay các bạn. Give out, give out là phân phát, đúng không? Ngoài phân phát nghĩa là stop working. Mấy em lên mấy em tra từ điển á, từ điển Oxford á, thì các bạn thấy là cái từ give out này nó có mấy câu ví dụ là cái đôi chân của anh ta give out, tức là cái đôi chân của ta nó dừng, nó mệt mỏi rồi, nó không có đi được nữa rồi, thì rồi chọn là câu C, give out nhé. Cái đôi chân của anh ấy các bạn gọi là đã dừng lại rồi và nó ngã xuống đất, tức là mệt mỏi đến mức mà không có đi được, ý là vậy ha. Vậy thôi, giving là nhượng bộ, give up là tỏa ra. 42. 42 chọn gì mấy em? 42 nè. Ôi 42 cũng là câu khó luôn các bạn, cũng là cụm động từ đa nghĩa luôn hả. 42 bạn có từ là go about. Go about thì mấy cái này cụm động từ đa nghĩa nhé, mấy câu này hơi khó xí mấy em. Thì go about này nó nghĩa là bắt đầu làm một cái gì đó các bạn, bắt đầu làm một cái gì. Vậy câu dịch là gì nhỉ? Câu dịch là mọi người nè bắt đầu cái cuộc sống của họ như bình thường, đúng không ạ? Bất chấp cái nguy cơ là gọi là conflict, xung đột và khủng bố, mình chọn là câu B ha. Go away là rời đi, đúng không ạ? Go out là mất mất điện ha. Go off là rung, nổ tung. Bạn Nguyễn Đức Trọng bảo là em thấy câu nào cũng khó hết. Khó đâu mà khó, học hết rồi mà Trọng ơi. Trọng học hết rồi mà. Rồi 43 chọn gì? Công việc nữa hả? Mày có sẵn lòng với công việc khi nó rồi đi à? Mày có sẵn lòng gọi là gì nha, gọi là cố gắng các bạn. Mình có từ go after, có nghĩa là try to get something, cố gắng để có được cái gì đó các bạn ha. Try to get something, cho nên mình chọn là câu D. Mày có sẵn lòng cố gắng để có được cái công việc của ông này khi ông nghỉ không? Vậy thôi ha. Rồi 41 là electricity nè, điện nè. Electricity, điện. Thì điện là sao các bạn? Điện nó bị tắt, đúng không ạ? Điện tắt thì mình dùng từ gì mới được? Điện nó tắt mà dùng từ gì? Go off nhá, điện tắt nè, đèn chợt tắt nè, là go off nhá. Go on tiếp tục, go down là giảm, go up là tăng. Vậy thôi. Câu số 45 chọn gì mấy em? Số 45 là gì nè? Năm lớp 6 nè, ông Alex này ba môn thể thao, về ổng sao ổng tham gia nhỉ? Tham gia là go in for có không ta? Không có hả? Không có thì bạn chọn sơn câu A, go out for. Go out for là cố gắng trở thành một cái thành viên trong cái nhóm thể thao nào đó ha. Thì năm lớp 6 là ông này cố gắng trở thành thành viên trong ba cái môn thể thao, nhưng mà hai môn trong đó thì ổng rất là dở. Vậy thôi. 46. Trải qua rồi đúng không ạ? Một cái giai đoạn mà gọi là thay đổi không thể nào quay quay ngược trở lại, irreversible, không thể quay ngược trở lại. Vậy là châu đen, châu phi đã trải qua, đúng không ạ? Là go through là trải qua nha bạn. Đó. Trải qua một cái thời kỳ của sự thay đổi không thể đảo ngược lại được.
Rồi 47 chọn câu gì? Tôi sẽ không bao giờ spending all day, dành cả ngày ở biển đâu. Đúng không mà? Về tôi sẽ không bao giờ gì với bạn? Không bao giờ tham gia. Đúng không ạ? Tham gia cái việc là dành cả ngày ở biển đâu. Going for nhé bạn. Chọn sơn câu D. Tôi sẽ không bao giờ là going for spending all day at the beach. Không phải đúng. Hả? Go through with, go up to, go over to. Nó có thể không đúng đâu. Rồi. Ba câu cuối cùng của mình thôi. Các bạn thấy bài mới dễ không? Rất đơn giản ha. 48. Học sinh thì trông rất là lo lắng à. Khi mà họ ở trong cái kỳ thi đại học, đúng không? Kỳ thi quốc gia vậy là go in các bạn. Go in, go in là ở trong cái kỳ thi quốc gia. Đúng không? Go out là mất điện à, hoặc đi chơi à. Go into là go into detail, tức là mình nói cụ thể hơn, nói thêm những cái chi tiết nha. Vậy thôi. Go across là băng qua, đi qua. Rồi, 48. Họ đã từng là những người bạn tốt ở trường nhưng sau đó họ xa cách các bạn. Xa cách mình có từ là grow apart, xa cách. Chọn sơn câu C nhé. Khi mà họ chuyển đến London, đúng không? Rồi. À, cái bà Chan này thì bà sao? Bà Chan này là bà nhập cư. Bà nhập cư. Bà di cư ha. Bà Chan này là bà nhập cư với bố mẹ của bà vào năm 1995 và bà lớn lên ở New York, đúng không ạ? Lớn lên mà dùng từ grow up. Grow up là lớn lên, là trưởng thành lên ở đâu đó. Mà chọn sẽ là câu B. Vậy hôm nay xin hỗ trợ bạn sửa xong bài phrasal verb 50 câu, bài thứ 3 cũng như là bài cuối cùng của buổi học tuần này rồi. Tuần sau thì anh Sơn sẽ có những cái lịch live trên page. Mấy bạn nhớ theo dõi nhé. Và khoảng 2 tuần sau nữa, tức là tuần sau nữa đó, thì anh Sơn sẽ có một cái bài thi thử ở trên page. Thì đề anh Sơn sẽ không cho quá khó đâu, vẫn là vừa sức mấy em thôi. Ha, được không? Xin chào các em, chúc em một buổi tối vui vẻ. See you later. Bye bye.